Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Ngày hôm nay, Gia Bảo Luxury sẽ đem đến một chiếc đồng hồ cũng từ thương hiệu Rolex, một thương hiệu chúng ta đã quá quen thuộc. Và Rolex, từ khi xuất hiện đến nay thì vẫn luôn là một nhà sản xuất biết chiều lòng khách hàng, luôn đem đến những thiết kế ấn tượng được nhiều người yêu thích. Từ những chiếc Submariner thể thao cho đến những chiếc Day-Date trang nhã và thanh lịch. Và dĩ nhiên thì không thể bỏ qua dòng sản phẩm trên tay của tôi, những chiếc đồng hồ Desert luôn có sức hút mãnh liệt đối với cả phái nam lẫn phái nữ. Và chiếc đồng hồ trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay được ví như cuộc dạo chơi của những viên kim cương, có tên gọi là Rolex Desert 116135 trong chất liệu vàng hồng 18K, mặt ngựa vàng size 36mm. Dĩ nhiên là để có thể đứng vững trong giới đồng hồ đầy sắc màu như hiện nay, thì Rolex vẫn phải luôn trang bị cho những đứa con tinh thần của mình những vũ khí mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, như là thiết kế bộ vỏ Oyster ra đời từ đầu thế kỷ 20 vẫn được Rolex giữ lại. Thì bộ vỏ nguyên khối ôm trọn mặt số bên trong vẫn luôn là những thiết kế của bất kỳ ai yêu thích nét đẹp cổ điển. Tuy nhiên thì Rolex vẫn biết cách làm mới thiết kế của mình phù hợp hơn với xu hướng hiện đại, như là đầu tư nghiên cứu vào những chất liệu mới mẻ mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Ví dụ như là chất liệu vàng hồng cao cấp ở trên tay tôi sử dụng trong cái chiếc đồng hồ này, Everose. Mà có một điểm chắc chắn rằng là sẽ không có một nhà sản xuất nào có thể sản xuất ra chất liệu vàng tương tự. Bộ vỏ khung có kích thước 36mm hiện đã được đánh bóng tỉ mỉ từ trước ra sau, phối hợp hoàn hảo với vành bezel chia khía làm nổi bật nên những viên kim cương xếp đều ở bên trong mặt số. Và với bộ vỏ khung nguyên khối cùng chất liệu vàng hồng mà nhiều thương hiệu khác phải ngưỡng mộ, chiếc Rolex Desert 116135 này có khả năng chống nước ở độ sâu là 100m, vượt trội hơn nhiều những chiếc đồng hồ thông thường khác. Đi kèm với chiếc Desert 116135 với bộ vỏ khung Everose này là một dây da cá sấu, màu này là màu nâu sô-cô-la chứ không phải là màu đen. Thông thường từ những chiếc Desert sẽ được đi kèm với chất liệu kim loại cùng với cả bộ vỏ khung như là thép không gỉ hoặc là vàng Everose. Tuy nhiên thì trong chiếc đồng hồ này phối hợp với cả màu đen cùng kim cương ở bên trong thì nhà sản xuất Rolex đã trang bị cho chiếc đồng hồ Desert này dây đeo bằng da. Đây coi như là một phong cách mới cũng như cách phối hợp mới, và tôi nghĩ nó khá là ăn ý. Điểm cuối cùng của dây đeo là khóa Oyster Clasp, khóa thông thường của Rolex, cũng trong chất liệu vàng hồng. Dĩ nhiên điều ấn tượng nhất của chiếc Rolex Desert 116135 này là mặt số được thiết kế khá là khác lạ. Với những viên kim cương tràn vào số, thực tế thì kim cương không phải là chất liệu hiếm gặp hay là ít gặp trong ngành sản xuất chế tạo đồng hồ. Nhưng việc sử dụng nhiều kim cương trên mặt số đồng hồ thì chúng ta sẽ chỉ thấy một vài thương hiệu sử dụng mà thôi. Thì đây cũng là cách mà Rolex áp dụng trong chiếc đồng hồ này. Việc sắp đặt hơn 262 viên kim cương trên mặt số, chúng ta có thấy nó khá là giống với bộ lông của những chú ngựa vằn. Cũng trên mặt số là việc ứng dụng 10 viên kim cương kích thước lớn làm 10 cặp chỉ giờ. Để có thể bảo vệ cho kim cương cũng như nhấn mạnh cho 10 cặp chỉ giờ thì nhà sản xuất cũng đã bọc vàng hồng cho 10 cặp chỉ giờ này. Chúng ta có thể tạm coi 10 viên kim cương như 10 cặp chỉ giờ đang chờ đợi những lần gặp gỡ hiếm hoi của bộ kim dáng cây gậy. Hai cái cây kim giờ và kim phút đã được nhà sản xuất cố gắng tạo nên góc cạnh cũng như là để đánh bóng để chúng ta có thể quan sát giờ dễ hơn. Giống như nhiều chiếc Desert khác thì bộ kim cũng như là ô cửa sổ báo ngày sẽ được điều chỉnh thông qua một núm chỉnh giờ nhỏ tại góc 3 giờ. Thì nếu như muốn lên cót tay thì chúng ta sẽ vặn theo hướng này để có thể lên cót. Tiếp theo đó rút nhẹ ra một lần để có thể điều chỉnh lịch ngày cho chiếc đồng hồ này. Và nước cuối cùng sẽ điều chỉnh giờ. Được xem là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới có cơ chế nhảy lịch ngày thông minh, có nghĩa là qua đến mức 12 giờ
ngày sẽ tự động nhảy. Heroic Desert là dòng đồng hồ được xem là tiến bộ bậc nhất giai đoạn 1945 đến từ nhà sản xuất Rolex. Với những chiếc Rolex Desert thông thường thì chúng ta có thể thấy những dòng chuỗi như là Rolex Oyster Perpetual Desert ở góc 12 giờ hay là dòng chữ Superlative Chronometer Officially Certified ở góc 6 giờ. Thì trong thiết kế của chiếc Rolex Desert ngày hôm nay, nhà sản xuất Rolex đã lược bỏ hầu như là toàn bộ, chỉ giữ lại hai chữ thứ nhất là Rolex, thứ hai là tên của bộ sưu tập Desert đặt lần lượt tại góc 12 giờ và góc 6 giờ, chỉ với một mục đích duy nhất là không làm lu mờ đi vẻ đẹp của những viên kim cương vốn dáng lấp lánh ở trên mặt số. Với những ai yêu thích và tìm hiểu về đồng hồ Rolex thì chắc hẳn cũng biết rằng Rolex hiện tại sử dụng bộ máy 3135 cho dòng đồng hồ Desert cũng như nhiều dòng đồng hồ khác, là bộ máy 3135 đã trải qua được kỳ kiểm định khắt khe từ tổ chức COSC và cả kỳ kiểm định Chronometer của riêng Rolex. Bộ máy 3135 cũng đã từng được coi là bộ máy tự động tuyệt vời nhất những năm 1990 và được trang bị nhiều cải tiến cũng như tiến bộ mới của Rolex, như là dây tóc Parachrome màu xanh ở bên trong, có tính năng kháng từ cao và chống sốc tuyệt vời. Bộ máy 3135 thì hiện có thể cung cấp năng lượng cho chiếc Rolex Desert 116135 này hoạt động trong vòng 48 giờ đồng hồ. Đã có trong một video trước đây chúng tôi đã từng mở bộ máy 3135. Thì nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì chúng tôi sẽ đặt link ở bên dưới để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn. Và hiện tại chiếc Rolex Desert 116135 Diamond ngựa vằn size 36 này có giá hãng là 30.000 USD. Và dĩ nhiên nếu như bạn muốn sở hữu một chiếc đồng hồ Rolex với giá cả hấp dẫn hơn thì có thể truy cập ngay vào website của chúng tôi www.giabaoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.